46. Bồ đề dạ, bồ đề dạ. Bồ đề dạ Hán dịch là giác đạo. Muốn thành tựu giác đạo thì trước hết quý vị phải có được giác tâm. Nếu không có giác tâm thì không thể nào tu tập để thành tựu đạo giác ngộ. Hành giả trước hết phải có tâm liễu ngộ chân thật rồi mới có thể tu tập đến chỗ thành tựu đạo nghiệp được. Hai câu chú này gọi là bất thối kim luân thủ nhãn ấn pháp. Đó chính là tâm bồ đề kiên cố không bao giờ thoái chuyển. Từ nay cho đến khi thành tựu quả vị Phật, quý vị phải phát tâm dũng mãnh ngày càng tinh tấn hơn, đừng nên dừng lại hoặc lui sụt. Chẳng hạn như khi quý vị nghe giảng kinh, hãy khởi tâm niệm rất khó có dịp được nghe giảng kinh Phật, rất hiếm khi được gặp pháp hội. Mặc dù chuyện này xem có vẻ bình thường, nhưng nếu quý vị lắng lòng suy gẫm kỹ sẽ thấy giá trị vô cùng. Thử xem có nơi đâu trên thế giới này có được một pháp hội tinh tấn như thế này, ngày nào cũng đến đây để nghe giảng kinh. Còn có nơi đâu khác trên thế giới mà pháp âm tuôn trào như thác, như sông, mãi không ngừng như ở đây. Nên khi đã có duyên gặp được pháp hội, quý vị phải thu xếp công việc, dù có bận rộn bao nhiêu, bất luận pháp sư giảng đề tài gì, người nào giảng cũng phải đến nghe. Đừng có phân biệt giữa pháp sư giảng hay và người giảng kém, rồi chỉ đến nghe người giảng hay. Nếu quý vị vẫn kiên trì đến nghe bất luận pháp sư nào giảng, lâu ngày chày tháng, chắc chắn quý vị sẽ thâm nhập được vào dòng đạo lý chân thật. Dù ai giảng đi nữa, quý vị cũng nên đến nghe để hộ trì cho pháp hội. Nếu một tuần có giảng pháp 7 đêm, thì quý vị cũng nên tham dự cả 7 đêm, đừng nên lười biếng. Pháp môn này khó gặp được đã từ hàng triệu kiếp nay rồi. Một khi đã có duyên được gặp thì phải nên tinh tấn tu học. Sự tinh tấn chính là tâm bồ đề kiên cố dũng mãnh vậy. Nếu bỏ mất tâm bồ đề mà mong ngày thành đạo thì không khác gì nấu cát mà mong thành cơm. Nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: Dông thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị chư ma nghiệp. Nghĩa là bỏ quên tâm bồ đề, dù tu ngàn thiện pháp như làm việc ma vậy. Về bất thối có ba dạng. Thứ nhất là vị bất thối. Nếu hành giả đã chứng quả vị A-la-hán rồi thì không còn trở lại hàng phàm phu nữa. Nếu hành giả đã chứng quả Bồ-Tát rồi thì không còn rơi lại hàng A-la-hán nữa. Nếu hành giả đã chứng đắc quả vị Phật rồi thì không còn trở lại hàng Bồ-Tát nữa. Trừ những vị muốn thị hiện hóa thân để giáo hóa chúng sinh. Ví dụ như hành giả có thể phát nguyện: Này tôi đã thành tựu quả vị Phật rồi, tôi muốn hiện thân tỷ khưu để giáo hóa chúng sinh. Điều ấy hoàn toàn đúng. Thứ hai là niệm bất thối. Đôi khi hành giả phát khởi tâm niệm: Tu học Phật Pháp thật chán, tôi không còn muốn tu hành hoặc đi giảng pháp gì nữa cả. Đây là niệm thoái thất. Khi hành giả khởi niệm thoái thất thì ma chướng liền theo ngay, vì ma dương rất vui khi người tu hành khởi niệm lui sụt. Một khi quý vị đã đạt được niệm bất thối thì càng nghe pháp càng muốn được nghe nhiều hơn. Niệm bất thối là tâm lượng của hành giả, không còn bị trôi lăn trong dòng thức biến bất giác vọng động nữa, không còn trải qua bốn tướng sinh trụ dị diệt của niệm khởi nữa. Niệm bất thối luôn được lưu xuất từ bồ đề tâm, là bạn đồng hành của tâm kiên cố. Kiên cố là nét đặc trưng của tâm bồ đề. Niệm bất thối và tâm kiên cố là nền tảng của đại nguyện Bồ Tát. Niệm bất thối là niệm mà vô niệm, vô niệm mà tự niệm, niệm vô niệm, vô niệm nhi tự niệm. Niệm này là niệm di mật hiện tiền, không thể suy lượng. Niệm bất thối luôn luôn đi với hạnh bất thối. Thứ ba là hạnh bất thối, nghĩa là thực hành đạo Bồ Tát. Tuy làm mọi việc trong vô số cảnh giới mà không hề rời bản tâm, rời đại nguyện, rời niệm bất thối. Niệm kim cang nguyện, thực hành kim cang hạnh, không thể nghĩ bàn. Đứng trên nhân thừa mà luận thì hạnh bất thối là sự hành trì tinh tấn miên mật với tâm tinh tấn dũng mãnh hướng tới Phật thừa.
khi quý vị hành trì bất thối kim luân thủ nhãn ứng pháp, thì từ nay cho đến khi thành tựu quả vị Phật, quý vị sẽ không còn thối chuyển, nhưng quý vị phải tinh tấn hành trì. Ha ha ha,